Sau một tháng nghỉ ngơi, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Nhìn vào những động thái của đội bóng phố núi trên thị trường chuyển nhượng, có thể nhận ra họ đang tập trung củng cố hàng phòng ngự, nơi được coi là điểm yếu chí tử suốt nhiều mùa giải gần đây. Ở V-League 2019, Hoàng Anh Gia Lai là đội sở hữu hàng công sắc bén thứ nhì, ghi được 45 bàn, chỉ xếp sau nhà vô địch Hà Nội FC với 60 bàn. Thế nhưng chung cuộc, đội bóng phố núi chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân là vì hàng thủ của họ chơi quá tệ, để thủng lưới đến 46 bàn, cao thứ nhì tại giải. Thấu hiểu được bài học công làm thủ phá, để chuẩn bị cho V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai đã ký hợp đồng với trung vệ Damir Memovic, người được xem là lá chắn thép của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải trước. Tại V-League 2019, cầu thủ sinh năm 1989 mang quốc tịch Serbia này đã ra sân 25 trên 26 trận. Memovic cùng với người đá cặp là Hoàng Văn Khánh và thủ thành Trần Nguyên Mạnh đã góp phần giúp Sông Lam Nghệ An trở thành đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất giải khi chỉ để lọt lưới 26 bàn sau 26 trận. Với tài năng đã được thừa nhận, Memovic là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ở mùa giải tới, bên cạnh việc đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành đội bóng phố núi, Memovic còn có thêm nhiệm vụ quan trọng khác là kèm cặp bộ đôi trung vệ trẻ Âu Dương Quân, Nguyễn Duy Kiên. Mùa giải vừa qua, cặp trung vệ cùng 19 tuổi cao trên 1m8 này được Hoàng Anh Gia Lai cho Phố Hiến FC mượn thi đấu ở giải hạng nhất. Họ đã thi đấu xuất sắc góp phần giúp Phố Hiến FC giành vị trí Á quân chung cuộc. Chưa dừng lại ở đó, cách đây không lâu, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ký hợp đồng với trung vệ Việt kiều Mỹ Steven Đặng. Cầu thủ có bố mẹ là người Việt Nam này cao 1m83, 23 tuổi, có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Steven Đặng chia sẻ, tôi tìm về Việt Nam thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai theo sự giới thiệu của Lê Nguyễn, cựu tuyển thủ Mỹ gốc Việt. Anh ấy nói rằng nếu về quê hương thi đấu bóng đá chuyên nghiệp sẽ không có câu lạc bộ nào tốt hơn Hoàng Anh Gia Lai. Bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất tự hào khi được thi đấu cho đội bóng này. Ngoài ra, để dọn đường cho Memovic và Steven Đặng, Hoàng Anh Gia Lai đã thanh lý hợp đồng với 4 cầu thủ trước đó gồm thủ môn Weijer Siesma, trung vệ Phạm Hoàng Lâm, Kim Bong Jin và Thân Thắng Toàn. Trong số này, Hoàng Lâm đã đầu quân cho tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn Thắng Toàn chuẩn bị ký hợp đồng 2 năm với BKMX Bình Dương để có thể giải quyết dứt điểm lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Bên cạnh việc tăng cường vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự, Hoàng Anh Gia Lai cũng đã nỗ lực chiêu mộ thành công thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, người vừa chia tay Sanna Khánh Hòa BVN sau khi đội bóng Phố Biển rớt hạng. Mới đây, đội bóng Phố Núi đã ký hợp đồng với tiền đạo người Jamaica Trevor Walsh để chuẩn bị cho V-League 2020. Đây cũng là một cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ đội bóng Phố Núi khi Walsh từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở lượt đi V-League 2019. Tiền đạo này đã để lại ấn tượng khi ghi được 7 bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Người thay thế cho anh là Felipe Martins đã gây rất nhiều thất vọng ở giai đoạn lượt về. Với những động thái tích cực kể trên, hy vọng ở mùa giải tới, người hâm mộ Phố Núi sẽ không còn phải chứng kiến cảnh đội bóng công làm thủ phá, chật vật với cuộc đua trụ hạng như những mùa giải gần đây.